Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hồi ức thời chiến, kênh chuyên làm sống dậy những câu chuyện lịch sử tưởng chừng đã bị lãng quên, nhưng vẫn là những hồi ức đau thương, xen lẫn tự hào của dân tộc ta. Anh em thân mến, khi còn sống và hoạt động cách mạng, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho Đảng, một vị lãnh đạo liêm khiết và là một trong số ít lãnh đạo Việt Nam có tư tưởng và hành động nhất quán cứng rắn với Trung Quốc. Có thể nói cả tuổi trẻ của ông đã sống vì đất nước mà không ít lần bỏ bê chuyện gia đình. Mãi đến khi khuất núi, khi việc nước đã hoàn thành, ông mới dám nghĩ đến việc tư khi có tin ông đã để lại hơn 15 tấn vàng thừa kế cho các con. Sự nghiệp làm kinh tế của người con trai là tiến sĩ Lê Kiên Thành cũng nhờ 15 tấn vàng này làm bệ đỡ mà lên như diều gặp gió. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thật sự có hơn 15 tấn vàng và để lại cho Lê Kiên Thành làm kinh tế? Nếu anh em cũng thắc mắc thì hãy cùng theo dõi video sau đây của Hồi ức thời chiến, anh em nhé! Lê Kiên Thành có thể không phải là một doanh nhân quá thành công nếu so với những doanh nhân thế hệ ông, nhưng ông là một trong vài người con của các nhà lãnh đạo Đảng đã mạnh dạn đi làm kinh tế tư nhân sau đổi mới và đấu tranh đến cùng cho quyền được đi làm kinh tế tư nhân của đảng viên. Sở dĩ nói là đấu tranh đến cùng bởi lẽ có thời điểm Lê Kiên Thành đã từng bị ép ra khỏi Đảng bởi những thành phần cơ hội đang tồn tại trong Đảng, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói. Có rất nhiều thành phần cơ hội đang tồn tại trong Đảng, nhưng tìm ra họ không đơn giản. Chứng minh họ có hại càng không dễ. Và để loại bỏ những thành phần cơ hội đó, chúng ta cần rất nhiều kiên nhẫn, rất nhiều thời gian. Cụ thể, lần đầu tiên Lê Kiên Thành gặp nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là năm 1997. Thời điểm đó, thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiên phong trong việc cấm đảng viên làm kinh tế tư nhân, mà Lê Kiên Thành lại chính là một trong số những đảng viên đầu tiên rời bỏ nhà nước để ra ngoài làm kinh tế. Dù là con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thì vẫn có những người đã gây sức ép, đề nghị buộc Lê Kiên Thành phải ra khỏi Đảng. Tuy nhiên câu chuyện trên khi đến tai nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lại thành là Lê Kiên Thành tự viết đơn xin ra khỏi Đảng. Chính vì vậy, khi gặp nhau, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã hỏi: "Thành, tại sao cháu lại xin ra khỏi Đảng?" Lúc này Lê Kiên Thành mới trả lời: "Thưa chú, ba cháu là một người cộng sản và cháu cũng là một người cộng sản. Cháu không xin ra khỏi Đảng và cũng chưa bao giờ có ý định đó. Thực ra là ngược lại, người ta đưa cháu vào danh sách những đảng viên sẽ phải ra khỏi Đảng vì cháu đã chọn lựa đi làm kinh tế tư nhân." Thời điểm đó, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quy định đảng viên không được đứng đầu một doanh nghiệp tư nhân có quá 13 người. Đảng viên cũng không được tham gia quá 30% vốn của công ty đó. Oái oăm thay, Lê Kiên Thành rơi vào cả hai trường hợp đó. Chưa dừng lại ở đó, Lê Kiên Thành tiếp tục hỏi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: "Nếu mà bóc lột thì bóc lột một người cũng là xấu. Chú hãy cho cháu biết tại sao người ta lại cho rằng bóc lột 13 người thì được, và tại sao bóc lột 13 người thì lại ít xấu hơn bóc lột 14 người. Công ty cháu thực hiện mọi quy định về bảo hiểm, về lương cơ bản, về giờ làm theo luật lao động. Công ty nhà nước cũng chỉ thế. Thậm chí ở công ty cháu, cùng một công việc, người lao động sẽ được trả cao gấp đôi so với công ty nhà nước. Thế thì tại sao lại cho rằng cháu đang bóc lột người lao động của mình? Bởi vậy những lý lẽ đó không thuyết phục được cháu." Kết thúc cuộc trò chuyện, ông bảo thư ký kết nối máy cho ông gặp lãnh đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ngay trước mặt Lê Kiên Thành. Lê Kiên Thành nghe ông nói chuyện với ông Tư Sang, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi đó đang là bí thư Thành ủy. "Theo tôi, anh nên gặp Lê Kiên Thành để nghe nó nói về chuyện đảng viên làm kinh tế." Lê Kiên Thành không biết ông Tư Sang nói gì với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nhưng ngay khi ông quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, ông Sáu Phong, nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, khi đó đang là phó bí thư Thành ủy, đã gặp và lắng nghe ông phản biện về chủ trương cấm đảng viên làm kinh tế tư nhân của thành phố. Khi tiễn tôi ra về, ông Sáu Phong nói một câu cuối cùng rất gan ruột: "Cậu cứ làm kinh tế tư nhân đi, nếu người ta còn bắt cậu ra khỏi Đảng thì tôi sẽ đi ra cùng cậu." Nhờ cuộc gặp với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết mà năm ấy Lê Kiên Thành đã không bị ép ra khỏi Đảng và vẫn được làm kinh tế. Nhưng phải khoảng 10 năm sau, chúng ta mới chính thức cho phép đảng viên được làm kinh tế tư nhân. Quay trở lại với câu chuyện hơn 15 tấn vàng thừa kế mà cố Tổng Bí thư Lê Duẩn để lại cho con trai. Mỗi khi có người nhắc đến chuyện này, tiến sĩ Lê Kiên Thành cũng không hề giấu giếm: "Ba tôi mất vào năm 1986, trước đại hội đổi mới chỉ một thời gian ngắn. Khi ông mất, người ta đồn ông để lại cho con cái 15 tấn vàng. Bao nhiêu năm sau này, mỗi lần ai đó nhắc lại tin đồn đó, tôi chỉ cười." Sở dĩ người ta đồn nhiều như vậy là bởi vì nguồn gốc của số vàng trên. Theo đó, hơn 15 tấn vàng mà nhiều thành phần Mỹ con đã và đang gắn mác tham ô cho cố Tổng Bí thư Lê Duẩn khi nói ông cướp trắng và để lại cho con cái chính là ngân khoản dự trữ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cất trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam vào thời điểm tháng 4 năm 1975, khoảnh khắc cuối cùng của sự tồn tại của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Số vàng này gồm 1.234 thỏi,
nặng khoảng 16 tấn, trị giá 76,658 triệu đô la Mỹ theo giá vàng vào thời điểm đó. Trước khi có tin đồn Lê Kiên Thành thừa kế số vàng này từ người cha là cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thì cũng đã xuất hiện một tin đồn khác, đó là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong giai đoạn cuối cùng của chế độ đã đem theo chúng khi chạy ra nước ngoài vào năm 1975. Thực ra Nguyễn Văn Thiệu đã có kế hoạch chuyển 16 tấn vàng này ra nước ngoài với sự giúp sức của Mỹ để mua vũ khí, nhưng kế hoạch này đã bất thành do ông Thiệu phải từ chức trước khi kế hoạch được thực hiện. Chính vì vậy, sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, 16 tấn vàng này do chính quyền mới tiếp quản và các cán bộ chiến sĩ của đoàn C-282Q là những người được giao nhiệm vụ tiếp quản hệ thống ngân hàng quốc gia cùng nhiều ngân hàng thương mại khác, bảo vệ khối tài sản khổng lồ, đặc biệt là 16 tấn vàng từ chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Cựu chiến binh Hoàng Minh Duyệt, nguyên là chỉ huy phó của đơn vị tiếp quản ngân hàng quốc gia ngày giải phóng, sau này đã kể về nhiệm vụ tiếp quản này cùng với 33 người đồng đội của mình được Tổ quốc tin tưởng giao phó trong ngày mà cả dân tộc hòa chung vào niềm vui chiến thắng. Sáng sớm ngày 1 tháng 5 năm 1975, đơn vị C282.Q được giao nhiệm vụ vào tiếp quản và bảo vệ ngân hàng quốc gia ở số 17 Bến Trương Dương, nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, ở số 8 đường Võ Văn Kiệt, quận Nhất. Thời điểm mới đến tiếp quản, ông Duyệt cùng đồng đội chỉ biết đây là mục tiêu cần bảo vệ nghiêm ngặt trong những ngày đầu giải phóng. Chỉ khi tham gia nhóm kiểm kê, ông cùng với chỉ huy trưởng là ông Đặng Hồng Minh và chính trị viên là ông Bùi Bá Lân mới biết đến sự tồn tại của 16 tấn vàng cùng khối tài sản khổng lồ vốn là ngân khoản dự trữ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó, các thành viên trong ban chỉ huy đã thông tin cho anh em trong đơn vị được biết để cùng nhau chung sức bảo vệ huyết mạch kinh tế của quốc gia. Khi tiếp quản ngân hàng quốc gia, tay sờ, mắt thấy số lượng vàng và tiền rất quý giá. Nhưng anh em chúng tôi không hề có ý nghĩ lấy đồng xu các bạc trong đó làm của riêng, ông Duyệt nói. 11 tháng kể từ khi tiếp quản ngân hàng quốc gia cho đến khi bàn giao lại tài sản cho cán bộ phụ trách mới vào tháng 3 năm 1976. Công việc của những người lính trẻ trong khoảng thời gian này tuy có vẻ đơn giản nhưng trong thực tế hết sức hiểm nguy và đầy cám dỗ. Việc 16 tấn vàng dự trữ của chế độ cũ cùng các tài sản khác được bảo quản nguyên vẹn chính là một điều ngoạn mục, minh chứng cho tình yêu đất nước và phẩm chất cao quý của người bộ đội Cụ Hồ. Như vậy có thể khẳng định, việc ông Lê Kiên Thành nhận thừa kế hơn 15 tấn vàng từ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thực chất chỉ là tin đồn. Còn ai đồn, mục đích đồn để làm gì thì đó lại là một câu chuyện khác, ắt hẳn vĩ mô hơn. Đến đây, ắt hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vậy không có vàng thừa kế, ông Lê Kiên Thành đã tạo nên sự nghiệp làm kinh tế có thể gọi là thành công của mình từ động lực nào? Để trả lời cho câu hỏi này, chính bản thân ông Lê Kiên Thành đã chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của mình. Hóa ra, động lực của ông cũng đời thường như bao người khác, đó là vì cái nghèo cứ mãi đeo đẳng. Ông kể, khi còn ở bộ đội, mỗi năm tôi nhận được 2 bộ quân phục mới. Để có tiền mua sữa cho con, tôi thường chỉ giữ lại một bộ. Một bộ sẽ đem ra đồ phố Nam Bộ, nay là phố Lê Duẩn, để bán. Sau khi tốt nghiệp phó tiến sĩ ở Liên Xô, tôi trở về nước làm việc ở phòng vật lý ứng dụng của Viện Khoa học Việt Nam. Lương tháng được 60.000 đồng. Phòng vật lý ứng dụng của chúng tôi năm đó có một cái bàn uống nước cũ, một bộ ấm chén sứt sẹo, để mỗi ngày cán bộ trong phòng, toàn tiến sĩ, phó tiến sĩ đến ngồi uống nước rồi nhìn nhau. Nếu ai tham gia vào nhóm làm ngoài giờ ép dầu bưởi để bán thì sẽ kiếm thêm được 20.000 nữa. Tôi biết tôi nghèo khi sau bao năm ăn học khắp Đông Tây, tôi không nuôi được chính mình chứ đừng nói đến việc nuôi vợ con. Tôi biết tôi nghèo khi có lần đi ăn sáng với người bạn cũ làm thủy thủ tàu Viễn Dương, thấy một bữa sáng họ ăn bằng tiền sinh hoạt của cả gia đình tôi một ngày. Vì nghèo nên tôi sẽ đếm mỗi lần đổ xăng trong tháng và luôn cảm thấy xăng xe hết quá nhanh. Một ông bán hàng tạp hóa ngoài chợ không cần học hành cũng có thể kiếm nhiều tiền hơn tôi. Cho nên, cuối năm 1989, đầu năm 1990, khi nhà nước có chính sách cho phép mở các công ty đời sống trong các viện nghiên cứu, nhóm chúng tôi lập ra công ty TMC, nằm trong Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, trở thành viên chức loại B. Chúng tôi mượn trụ sở của viện để làm văn phòng, nhưng đồng ý không nhận lương nữa, để số tiền đó lại cải thiện đời sống cho anh em trong viện. Lúc đó, vợ tôi cho tôi thời hạn 2 năm. Cô ấy nói, nếu 2 năm mà không làm được gì, anh hãy an phận làm khoa học. Khi thành lập công ty đời sống trực thuộc viện, tôi có lên gặp ông Hồ Sĩ Thoảng, viện trưởng. Gọi là công ty cho oai, chứ thực ra ngoài con dấu ra, tụi em có gì đâu. Tôi nói, và ông ấy trả lời, vốn nhà nước cho các cậu chính là nằm trong đầu cậu. Đó là tiền nhà nước đầu tư cho các cậu ăn học bao năm qua. Công việc đầu tiên mang lại tiền cho chúng tôi là tổ chức cho người đi du học Liên Xô. Dù chìm trong khủng hoảng thì nền giáo dục của Liên Xô trước và sau đó vẫn được công nhận là một trong vài nền giáo dục tốt nhất thế giới, cái nôi của nhiều danh nhân nhân loại. Những năm đó, Liên Xô rất thiếu ngoại tệ.
chúng tôi ký được với các trường đại học với mức phí 200 USD một năm trên một du học sinh, bao gồm tiền học, tiền phụ cấp và tiền ăn. Ở Việt Nam, chúng tôi thu của ứng viên đăng ký 500 USD một người và có trách nhiệm tổ chức, đưa đón, sắp xếp nơi ăn chốn ở cho họ khi đến Liên Xô học. Năm đầu tiên có 20 người đăng ký. Sau khi trích lại cho các trường 4.000 USD, chúng tôi còn 6.000 USD. Những năm sau đó, mỗi năm có từ 30 đến 40 người đăng ký. Đó là những đồng tiền đầu tiên và vô cùng giá trị giúp chúng tôi khởi nghiệp. Sau này khi nhà nước có những chính sách mới, công ty của chúng tôi tách ra khỏi Viện Khoa học Công nghệ, trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn, đổi tên thành công ty Thiên Minh. Chúng tôi làm nhiều nghề, kinh doanh đủ thứ. Đầu tiên là tư vấn du học, sau đó là buôn bán các thiết bị máy bay lưỡng dụng, đưa các công nghệ công nghiệp nặng vào Việt Nam, sản xuất mì tôm, rồi trở thành chủ tịch của ngân hàng Techcombank trong một thời gian dài sau chủ tịch đầu tiên là anh Hoàng Quang Vinh. Đầu những năm 1992-1993, sau khi Liên Xô tan rã, hai nước không còn liên hệ với nhau, nhưng tôi vẫn duy trì được rất nhiều mối quan hệ ở nước Nga từ bạn bè cũ của mình. Lúc đó, Không quân Việt Nam vốn sử dụng 100% máy bay do Liên Xô sản xuất, rơi vào cảnh thiếu thốn phụ tùng thay thế như lốp máy bay hay bơm xăng cho động cơ. Tôi lại có nguồn mua các loại lốp máy bay và bơm xăng lưỡng dụng đã qua sử dụng, dùng được cho cả máy bay dân dụng và máy bay quân sự. Một lốp máy bay nếu được nước Nga chào hàng qua con đường chính thống là 200 USD, nhưng chúng tôi có thể tìm kiếm những loại tương tự với giá 10 USD. Khi mang về tới Việt Nam, chúng tôi bán cho Không quân Việt Nam với giá 20 USD. Thực ra lúc mới bắt đầu đi làm kinh tế tư nhân, tôi chỉ ao ước kiếm đủ tiền nuôi gia đình. Mỗi khi trong tài khoản công ty có 100 triệu, đủ tiền để duy trì vài tháng trả lương cho anh em là đã đủ khiến tôi hạnh phúc. Vài năm sau, có một ngày khi tôi đi đổ xăng mà ngẩn người không nhớ ra lần cuối mình đổ xăng là khi nào. Đó là lúc tôi biết mình đã hết nghèo. Đến bây giờ, khi nhắc tới tin đồn thừa kế hơn 15 tấn vàng từ cha, Lê Kiên Thành vẫn không hề giải thích dài dòng mà chỉ cười. Và có lẽ nụ cười đó của ông đã trả lời cho tất cả, cũng minh chứng cho cuộc đời đáng tự hào của người cha quá cố. Trong thời chiến, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã sống, chiến đấu cho cách mạng Việt Nam bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở thời bình, con trai ông, Lê Kiên Thành, cũng đã chiến đấu hết sức mình cho quyền được làm kinh tế tư nhân của đảng viên. Tuy tính chất của hai cuộc chiến là khác nhau, nhưng đều có chung một kết quả, đó là chiến thắng, để cuối cùng tạo nên hai cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng như nhau. Còn những người anh em của Hối Ức Thời Chiến đánh giá như thế nào về câu chuyện này? Đừng quên like, share, bấm đăng ký kênh và để lại bình luận để chúng ta sẽ cùng thảo luận anh em nhé. Xin chào!